Chiến thần hắc ám chương 256, không có quyền Mặc dù trong lòng thẩm thanh vân đã chuẩn bị đầy đủ Nhưng lời nói của chú Dương quản gia vẫn khiến cả người anh ta chấn động, ra đầu nổ tung Sát thủ, sao có thể như vậy được Chú Dương, chú có nhầm lẫn gì không Nhà họ thẩm vững như thành đồng, sao lại có sát thủ xuất hiện được chứ? Đó là sự thật. Chú Dương thấp giọng nói, một tên sát nhân ngoại quốc tóc vàng và mắt xanh từ trên trời rơi xuống, hắn ta đâm ông chủ một nhát sao? Nếu không phải khi trẻ, ông chủ đã luyện qua không ít công phu mà trốn thoát thành công thì cũng khó lường trước được hậu quả. Nghe được ông nội không có việc gì, thẩm thanh vân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thẩm bán sơn là người đứng đầu của nhà họ thẩm, vì vậy ông ta nhất định không thể xảy ra chuyện. Vậy tình hình bây giờ thế nào rồi? Anh ta hỏi. Trong nháy mắt, khi sát thủ xuất hiện. Tất cả vệ sĩ của nhà họ Thẩm đều tập trung ở bên cạnh ông chủ. Hiện tại không thấy sát thủ đâu, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn ta còn đang chờ thời cơ ở bên ngoài phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trái tim Thẩm Thanh Vân như chìm vô hạn, trước tiên, anh ta bảo tài xế dừng xe, sau đó trầm giọng hỏi: "Có biết ai phái tới không?" Phản ứng đầu tiên của anh ta chính là nghĩ đến kẻ thù tiềm ẩn của nhà họ Thẩm. Nhưng chú Dương lại nói: cậu chủ sát thủ đến vì cậu nghe vậy sắc mặt thẩm thanh vân lập tức thay đổi cái gì đến vì tôi sao đúng vậy chú dương trầm giọng nói câu đầu tiên tên sát thủ kia nói chính là thẩm thanh vân ở đâu vì thế cậu chủ trong khoảng thời gian này cậu nhất định không được trở về nhà họ thẩm cậu cứ ở bên ngoài chờ ngọn sóng qua đi rồi lại trở về thẩm thanh vân nặng nề gật đầu nhưng anh ta vẫn lo lắng hỏi vậy còn ông nội thì sao không có gì đáng ngại ông chủ bị dọa sợ nên hiện tại vẫn đang mê man tôi đã hạ lệnh sơ tán toàn bộ thành viên của nhà họ thẩm để phân tán mục tiêu đồng thời mời về nhiều cao thủ đến để bảo vệ ông chủ hiện tại nhà họ thẩm đang trong giai đoạn thăng tiến sao có thể để cho mấy bọn trộm cắp nhỏ bé phá hỏng tiền đồ được chứ nghe chú dương nói vậy thẩm thanh vân cũng thở phào nhẹ nhõm cúp điện thoại sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng u ám Sát khí nồng đậm phủ đầy khuôn mặt của anh ta. Điều tra cho tôi, cho dù có phải vận dụng tất cả lực lượng ngầm thì cũng phải điều tra ra là ai phái tới cho tôi. Sau khi quan hệ giữa Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đã bị bại lộ, hầu như tất cả mọi người đều biết vợ Huỳnh Nhân là Liễu Phi Tuyết. Đúng như Huỳnh Nhân suy đoán, không ai coi trọng cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, bọn họ còn cảm thấy sở dĩ Huỳnh Nhân tỏ ra không sợ cái gì như vậy, là bởi vì sau lưng có Liễu Phi Tuyết. Thế nhưng cuộc sống của huỳnh nhân vẫn không bị ảnh hưởng mỗi ngày ngoại trừ việc đi đón con gái tan học thì anh sẽ ở nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng vào buổi tối huỳnh nhân nhận được điện thoại của lưu an thiếu chủ nhóm sát thủ đầu tiên đã đến minh châu trước mắt đã có một người ra tay nhưng thất bại nhà họ thẩm đã cảnh giác bọn họ không chỉ phân tán tất cả mọi người còn mời tới không ít cao thủ thực lực mạnh mẽ đến nghe lưu an nói xong huỳnh nhân cũng cười nhạt cứ trốn đi, cứ trốn đi, các người sẽ nhanh chóng phát hiện ra bản thân đã không còn đường trốn. Lưu An khó hiểu hỏi. Thiếu chủ, vì sao anh không để tôi giết chết anh ta bằng một nhát dao vậy? Cậu ta chỉ là một nhân vật nhỏ, đâu thể để nữ sát thủ giỏi nhất như cô ra tay được chứ. Huỳnh nhân cười nhạt. Cuống hồ, như vậy quá lợi cho cậu ta, tôi phải để cậu ta hiểu thế nào mới là địa ngục chân chính. Lưu An bừng tỉnh, sau đó cô ta cũng đi theo tiến độ ở phía bên kia, một dãy phòng sang trọng trong một khách sạn 5 sao. Thẩm Thanh Vân mặc áo choàng tắm màu trắng, trong tay cầm một chai rượu vang đỏ, sắc mặt lo lắng chờ đợi. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Thanh Vân vội vàng đi qua mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông mặc một bộ Âu phục cầm theo một cái laptop đi vào. Anh có thể thả lỏng được rồi. Thẩm Thanh Vân như chút được gánh nặng, anh ta rót cho hắn ta một ly rượu vang đỏ điều tra đến đâu rồi đã có manh mối rồi người đàn ông mặc âu phục uống ly rượu vang đỏ này sau đó mở laptop ra ngón tay linh hoạt gõ vào bàn phím rất nhanh sau đó anh ta đột nhập vào mạng lưới nhiều số mã hóa đủ màu cũng xuất hiện trên màn hình máy tính hắn ta là hacker lợi hại nhất nhà họ thẩm không có mạng lưới nào hắn ta không thể phá được ngay sau đó hắn ta chỉ vào mảnh có giao diện màu xám cho rồi nói cậu cả đây là giao diện tôi vừa phát hiện ra có người đã ngầm thông báo treo thưởng cho việc ám sát anh thẩm thanh vân mở ra xem quả thật anh ta phát hiện lệnh treo thưởng cho việc ám sát mình nhất thời sắc mặt anh ta trở nên xanh mét có thể hủy bỏ không anh ta hỏi cũng giống như hủy bỏ lệnh treo thưởng của nhà họ đồng đối với huỳnh nhân vậy hacker gật đầu có thể lúc này sắc mặt thẩm thanh vân mới khá lên một chút anh ta ngồi trên sofa rồi một hơi uống hết một ly rượu vang đỏ, ánh mắt âm trầm, anh ta đã sắp xếp xong những chuyện tiếp theo. Anh ta muốn tìm ra người đã phát hành lệnh truy nã này, sau đó, khiến người đó sống không bằng chết. Nhưng ngay sau đó, tai nạn đã xảy ra. Không biết đã xảy ra chuyện gì, hacker đột nhiên nhíu mày, ngón tay hắn ta không ngừng bấm vào bàn phím. Sao lại vậy? Thẩm Thanh Vân tiến lại gần thì phát hiện lệnh truy nã của mình vẫn còn sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cũng không biết, lệnh truy nã này của cậu chủ vậy mà lại không hủy bỏ được. Hacker đã thử một lần nữa, nhưng kết quả là khi hắn ta bật lên thì vẫn thấy một dấu hiệu gạch chéo đỏ như máu. Không có quyền. Nhất thời, sắc mặt thẩm thanh vân trở nên vô cùng hoảng hốt. Không thể có chuyện như vậy được, với địa vị của nhà họ thẩm trên mạng lưới Internet trong nước, sao lại không có quyền được chứ? Hacker đã cố gắng hơn một chục lần liên tiếp nhưng vẫn chỉ nhận lại một kết quả là không có quyền. Sắc mặt Thẩm Thanh Vân càng ngày càng khó coi, trên trán anh ta còn nổi gân xanh. Nếu lệnh truy nã này không bị thu hồi, như vậy các sát thủ sẽ không ngừng đến ám sát anh ta, nhưng tránh được lần đầu tiên cũng không tránh được 15 lần. Mà anh ta có thể tránh được lần này, nhưng sao có thể tránh được hết lần này đến lần khác được chứ? Bộp, trong cơn giận dữ, anh ta tát vào mặt hacker một cái vô dụng tôi bảo cậu giúp tôi giải quyết vấn đề không bảo cậu tạo thêm vấn đề cho tôi tôi cho cậu thêm một tiếng cậu nhất định phải hủy bỏ lệnh truy nã này cho tôi nếu không cậu cũng phải chết dưới sự uy hiếp của cái chết thẩm thanh vân đã mất đi lý trí anh ta liên tục gầm lên với hacker có muốn tôi đến giúp các cậu không đúng lúc này trong phòng lại truyền đến tiếng cười ha hả của một người đàn ông cảm ơn thẩm thanh vân đang muốn nói cảm ơn bỗng nhiên cả người anh ta run lên toàn thân nổi hết da gà anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy một người đàn ông có dáng dấp hèn mọn đang ngồi xổm trước mặt anh ta rồi nhìn anh ta với khuôn mặt vui vẻ anh là ai ánh mắt thẩm thanh vân lập tức trở nên hoảng sợ thốt lên đám vệ sĩ của tôi đâu bên ngoài đều là vệ sĩ của anh ta tại sao hắn ta có thể vào được đây anh cũng không cần phải biết tôi là ai anh chỉ cần biết là tôi đến đây để giết anh." Người đàn ông mỉm cười rồi rút một cái chùy ba cạnh dính đầy máu từ trong ngực ra và nói. "Về phần những người ngoài cửa mà anh nói thì bọn họ đều đã chết hết rồi." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thẩm Thanh Vân sợ tới mức cả người tê liệt, ầm một tiếng, anh ta đã ngồi trên mặt đất. Tên hacker ôm máy tính định chạy trốn, nhưng cây chùy ba cạnh trong tay người đàn ông đã đâm thủng thân thể hắn ta. Ốc ọc ọc máu tươi tanh hồi ấm áp phun ra, bắn tung tóe vào mặt thẩm thanh vân. Được rồi, đến phiên anh. Người đàn ông có vẻ hèn mọn kia nhếch miệng cười với thẩm thanh vân, lộ ra hàm răng vàng trong miệng. chương 257, sát thủ đã đến. ọc ọc, thẩm thanh vân đưa tay quệt một ít máu trên mặt rồi ngã quỵ xuống đất, cả người anh ta đang không ngừng run lên. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, đừng giết ta, cầu xin anh. Tên sát thủ kia còn chưa xuống tay với anh ta, thẩm thanh vân đã nằm sấp trên mặt đất mà cầu xin tha thứ sao lại không giết anh được tôi đã nhận được lệnh treo thưởng này rồi vẻ mặt của sát thủ răng vàng khó xử hắn ta vuốt cằm miệng nói ra những lời hùng hồn và đầy lý lẽ như vậy đi lát nữa tôi sẽ xuống tay thật nhanh và cố gắng để anh không cảm thấy đau đớn thế nào ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đề nghị này của sát thủ khiến thẩm thanh vân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt anh ta vừa nhanh chóng lui về phía sau vừa lớn tiếng hô to cứu mạng ai đến cứu tôi với đừng gọi nữa cho dù anh có gọi rát cổ hỏng thì cũng không có ai đến cứu anh đâu sát thủ cười để lộ hàm răng vàng trong miệng rồi nói người chết như cái bát có vết mẻ lớn có gì phải sợ chứ suýt chút nữa thẩm thanh vân đã nhảy dựng lên rồi chửi mắng người bị giết cũng không phải hắn ta anh ta cũng là một người biết thương tiếc tại mạng của mình cho dù có sắp chết anh ta cũng luôn tìm khả năng sống sót nhưng anh ta lại đau khổ phát hiện bốn phía không có thứ gì có thể cứu anh ta dưới tình thế cấp bách anh ta cắn chặt răng một cái tôi không cần biết ai đã phái anh tới đây nhưng không phải sát thủ các người giết người cũng chỉ vì một chữ tiền thôi sao đối phương cho anh bao nhiêu tiền tôi sẽ trả anh gấp đôi không gấp ba nói như vậy người đàn ông có dáng vẻ hèn mọn thật sự buông con dao trong tay xuống với vẻ mặt kinh ngạc. Anh nói thật sao? Thẩm Thanh Vân còn tưởng rằng đối phương đã động tâm nên vội vàng nói. Nhà họ Thẩm chúng tôi chẳng có cái gì, chỉ có tiền. Anh cứ việc ra giá, mặc kệ là bao nhiêu tiền, tôi đều có thể thỏa mãn anh. Bất cứ điều gì, chỉ cần nhắc đến tiền, tất cả mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Tuy nhiên, sắc cảm của sát thủ nhanh chóng trở nên khó xử. Nhưng mà tiền thưởng treo của anh là không, cho dù có nhân với bao nhiêu thì cũng đều là không, không phải sao. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Suýt chút nữa, thẩm thanh vân bị những lời này làm cho nghẹn chết. Nếu không phải hiện tại tính mạng của anh ta đang gặp nguy hiểm, anh ta thật sự muốn tìm cho bằng được được người chủ đã thuê sát thủ giết anh ta rồi chỉ vào mũi người đó và mắng mắng một trận. Tên khốn nào lại thiết lập số tiền của lệnh treo thưởng thành không, đây không phải là giết người miễn phí sao vậy mà cũng có người ngốc đến mức thật sự sẽ đi nhận lệnh treo thưởng này cùng lúc đó trong lòng thẩm thanh vân còn cảm thấy có chút yêu thương nhàn nhạt, nhạt dù sao anh ta cũng là cậu chủ của nhà họ thẩm thân phận tôn quý vậy sao cái đầu anh ta lại chỉ có không đồng vậy đương nhiên sau khi thẩm thanh vân biết tin tức này anh ta đã bị đả kích thật lớn nhưng ít nhất cũng cho anh ta biết người chủ nhân này không có khả năng là đối thủ cạnh tranh của nhà họ thẩm nếu không tiền treo thưởng không thể bằng không được rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai, lệnh treo thưởng miễn phí mà anh cũng nhận. Anh ta nhìn tên sát thủ kia với vẻ mặt bi phẫn. Ít nhất nếu có chết thì cũng phải để cho ta chết một cách rõ ràng, được chứ? Nhưng mà, tên sát thủ kia lại lắc đầu. Thứ nhất, làm nghề như chúng tôi, điều quan trọng nhất là giữ lời hứa, không tiết lộ thông tin về chủ nhân, đây là phép tắc cơ bản. Thứ hai, tôi thật sự không biết anh đắc tội với ai, ngay cả nữ sát thủ số một thế giới cũng truy nã anh vừa dứt lời hắn ta lập tức không nói nhảm nữa mà chém thẳng một đao về phía anh ta hắn ta đã tiết lộ đủ những điều cơ mật rồi đã đến lúc phải đưa anh ta lên đường về phần thẩm thanh vân anh ta đã bị câu cựu nữ sát thủ đệ nhất thế giới dọa đến mức choáng váng ngay cả nữ sát thủ số một thế giới anh ta cũng không biết là ai đừng giết tôi đừng giết tôi ai đó cứu tôi với nhìn ánh đao lạnh thấu xương đâm vào cổ họng anh ta Thẩm Thanh Vân sợ hãi đến ơ nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, qua một lúc, cảm giác đau đớn khi bị đau đâm thủng thân thể lại không truyền đến. Thẩm Thanh Vân sừng sốt một chút rồi cẩn thận mở mắt ra. Anh ta chỉ thấy tên sát thủ kia cũng mở to hai mắt mà nhìn mình. Bọn họ cứ xứng sờ nhìn nhau ba giây như vậy, sau đó tên sát thủ kia bỗng nhiên ầm một tiếng, ngã xuống trước mặt Thẩm Thanh Vân. Thân thể hắn ta không có một vết thương nào, mh âng mắt tai miệng mũi lại chảy máu tươi một cách quái dị chết không nhắm mắt a à, thẩm thanh vân sợ tới mức vội vàng rụt vào góc anh ta sướng sờ nhìn thi thể của tên sát thủ nhưng lại không hiểu hắn ta đã chết như thế nào vừa rồi anh ta cũng chỉ nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi ai có thể lặng yên giết một người mà không phát ra một tiếng động nào trong thời gian ngắn như vậy chứ trong lúc thẩm thanh vân vẫn còn hoảng hốt trong phòng lại vàng lên tiếng hút sữa chua có vẻ không thích hợp lắm đột nhiên quay người lại thẩm thanh vân nhìn thấy một cô gái nhỏ có làn da mềm mại trắng đang đứng bên cạnh tủ lạnh trên tay đang uống một hộp sữa chua lớn hình như cô ta rất thích uống sữa chua hai bên khóe miệng đều là vết sữa chua trắng ánh mắt thẩm thanh vân vô cùng sợ hãi thần kinh anh ta như bị đè bẹp anh ta buột miệng hỏi cô là ai ngoặc kép bình thường mà nói một cô gái nhỏ có làn da mềm mại và trắng nõn như vậy rất hay khiến người ta yêu thích nhưng trước mắt có hai người chết mà cô gái nhỏ này lại làm như không có việc gì mà uống sữa chua một cách ngon lành, điều này có chút quỷ dị. Hơn nữa, trang phục của cô ta cũng rất kỳ lạ. Trên thân hình nhỏ nhắn, cô ta mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm, mà trên chiếc váy đỏ đó có rất nhiều hoa văn hình côn trùng và rắn độc lạ. Trên đầu cô ta đội một vòng hoa tinh xảo được đan từ hoa cỏ. Trên cổ cô ta còn đeo một cái vòng bạc lớn sáng bóng. Trên vòng bạc khắc các loại nhân vật cổ xưa tạo thành khóa trường thọ. Tôi tên là Hồng Phất. Cô ta đã ăn hết hộp sữa chua đó nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô ta liếm đầu lưỡi, suy nghĩ một chút rồi xòe tay ra giống như Thẩm Thanh Vân, sữa chua hết rồi, còn nữa không? Thẩm Thanh Vân nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc rồi lại cầm cho cô ta một hộp sữa chua và hỏi. Có người đã cứu tôi sao? Hồng Phất nhìn thoáng qua tên sát thủ kia rồi gật gật đầu. Thẩm Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là cảm ơn cô, cô là con gái nhà ai vậy? Sao muộn vậy rồi mà cô lại một mình đi lang thang bên ngoài thế này? Hồng Phất sừng sốt, sau đó lại cười một cách vô hại. Anh trai à, anh không thử đoán xem vì sao tôi lại đến đây sao? Thẩm Thanh Vân còn đang muốn nói chuyện, nhưng nhìn thi thể sát thủ nằm trên mặt đất, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lập tức trở nên hoảng sợ. Cô, cô cũng là? Hi hi, áp lực cạnh tranh lớn như vậy, dù sao tôi cũng phải giết mấy đồng nghiệp mới có thể không để việc làm ăn chạy mất. Không phất đùa nghịch với mái tóc trên vai rồi nói với vẻ rộng lượng. "Nể mặt anh trai đã cho tôi uống sữa chua, tôi sẽ không biến anh thành tiêu bản rồi cất giữ đâu." Giọng nói của cô ta ngọt ngào và lanh lảnh như chim sơn ca trên núi. Nhưng khi Thẩm Thanh Vân nghe xong, anh ta thiếu chút nữa bị những lời này dọa đến ngất đi. Biến thành tiêu bản sao? thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Thẩm Thanh Vân cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, anh ta còn tưởng rằng mình đã chạy khỏi ổ sói, không nghĩ tới bản thân mình lại rơi vào ổ hổ. Nếu là bình thường, có đánh chết anh ta cũng không tin một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như vậy lại là một ma đầu giết người không chấp mắt. Nhìn hồng phất chỉ cao khoảng 1 mét 2 vẻ mặt thẩm thanh vân chợt trở nên âm trầm. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé thì có thể có sức chiến đấu gì chứ? Cô không sợ tôi giết cô sao? À à, anh còn dám phản kháng sao? Hồng Phất kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, sau đó lại bật cười khanh khách. Vậy anh thử xem. Thẩm Thanh Vân đang muốn lao về phía Hồng Phất, bỗng nhiên nghe thấy trong thi thể sát thủ phía sau truyền đến một thanh âm rất nhỏ. Sau đó, anh ta như nhìn thấy ma. Trong mắt, mũi, miệng và tai của cái xác đã chết hoàn toàn kia có những con bọ sặc sỡ lần lượt bay ra với mật độ dày đặc và đang hướng về phía Hồng Phát chương 258, bản chất xấu xa của con người. Xoèn xoẹt, có rất nhiều côn trùng bò lít nha lít nhít ra khỏi thi thể của tên sát thủ kia. Cảnh tượng này làm cho thẩm thanh vân sợ tới mức kinh hãi, bộc một tiếng, cả người anh ta đã ngồi trên mặt đất. Có lẽ, cả đời này, anh ta chưa từng thấy qua những con côn trùng này, thế nhưng có một điều mà anh ta có thể khẳng định, đó chính là chúng chắc chắn có độc. Nhưng mà, hồng phất lại nhìn bọn chúng với vẻ mặt tươi cười giống như đang nhìn thấy con của mình vậy cô ta còn ngồi xổm xuống vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình ra vì thế toàn bộ những côn trùng có độc dù là béo hay gầy đều bò hết lên tay hồng phát chuyện này làm sao có thể cảnh tượng này khiến thẩm thanh vân cảm thấy vô cùng chấn động so với tên sát thủ trước đó thực lực mà hồng phất bày ra càng làm cho anh ta cảm thấy tuyệt vọng hơn sau một hồi vuốt ve Hồng Phất lập tức huyết sáo một tiếng, toàn bộ những con côn trùng này đều đồng loạt bò ra ngoài cửa sổ rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này cô ta mới nhìn về phía Thẩm Thanh Vân với nụ cười hì hì như trước, bây giờ anh đã chịu ngoan ngoãn nghe lời chưa? Ưng ừ, ực, ừ. Thẩm Thanh Vân hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, rồi không ngừng gật đầu mà không hề do dự một chút nào. Vậy mới là một đứa trẻ ngoan. Hồng Phất hài lòng gật gật đầu. Anh cũng nên cảm thấy mình thật may mắn đi. Tôi và những sát thủ khác không giống nhau, cho dù anh không nghe lời tôi, tôi cũng sẽ không giết anh. Vậy cô sẽ làm gì? Trong lòng Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên. Tôi sẽ coi anh là cái thùng chứa, để cho một vài bảo bối nhỏ của tôi tiến vào trong thân thể anh, tiến hành đẻ trứng và sinh sôi nảy nở. Hồng phất cười xinh như hoa, nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Thẩm Thanh Vân thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nụ cười của ác ma. Điều gì sẽ xảy ra? răng của anh ta đang run rẩy. Tôi đang tính toán. Hồng phất bẻ ngón ra đếm rồi nói. Chu kỳ đẻ trứng của mỗi con là từ một tháng đến ba tháng, tức là anh chỉ có tuổi thọ từ một tháng đến ba tháng. Một lần các con con thoát ra khỏi kén thì chúng sẽ ăn hết các cơ quan nội tạng của anh, hút hết máu của anh, và cuối cùng là phá vỡ lồng ngực của anh, mà cũng không nhất thiết phải là ngực, cũng có thể là mắt, miệng, cổ họng, bất cứ thứ gì chúng thích. Tôi nghe lời thẩm thanh vân vội vàng nói với vẻ mặt hoảng ét. Chỉ cần cô không đem những con côn trùng kia bỏ vào trong người tôi thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Cuối cùng anh ta cũng hiểu được vì sao tên sát thủ kia lại chết một cách đột ngột như vậy. Nhất định trong lúc vô tình nào đó, mấy con côn trùng kia đã chui vào người. Anh ta cũng không muốn bản thân mình sẽ chết một cách thê thảm giống như tên sát thủ kia. Vậy tôi tuyên bố. Hồng Phất híp mắt cười nói. Bây giờ tôi bắt anh làm tù binh, đi theo tôi. Cùng lúc đó, Huỳnh Nhân ở nhà cũng nhận được tin nhắn từ Lưu An. Thiếu chủ, Thẩm Thanh Vân đã bị bắt rồi. Huỳnh Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Mang đến biệt thự Sơn Thủy. Vâng. Cúp điện thoại, Huỳnh Nhân nói với Liễu Phi Tuyết với giọng điệu có chút ấy này. Phi Tuyết, anh xin lỗi, anh có việc gấp nên phải đi ra ngoài một chuyến. Anh còn tưởng rằng Liễu Phi Tuyết sẽ nghi ngờ, nhưng thật không ngờ, cô chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua rồi dặn dò, anh đi đi, anh nhớ về sớm một chút đó, em sẽ để cửa cho anh. Huỳnh Nhân hơi kinh ngạc nhưng anh cũng phục hồi lại tinh thần rồi tỏ ra vô cùng cảm động. Rõ, Huỳnh Nhân cũng không trì hoãn thêm nữa. Đầu tiên, anh chạy tới biệt thự Sơn Thủy. Địa điểm giao hàng trên lệnh truy nã mà Lưu An phát hành cũng ở biệt thự Sơn Thủy. Vừa vào cửa, Huỳnh Nhân và Lưu An lập tức nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc trong phục kỳ quái đang yên lặng ngồi ở cửa lớn đôi mắt to linh động nhìn chằm chằm bọn họ không chấp. Lưu An sửng sốt một chút, khi cô ta đang định đi qua, ánh mắt của Huỳnh Nhân đột nhiên ngưng tụ, anh nhắc nhở. Đừng đi qua. Lưu An đang muốn hỏi lý do thì bỗng nhiên ầm một tiếng, phía sau dồn dập truyền đến âm thanh cánh côn trùng vỗ trong gió. Sắc mặt Lưu An thay đổi, thân hình chợt lóe lên, lúc này cô ta mới có thể tránh thoát. Sau khi nhìn thấy con vật ở phía sau, ánh mắt Lưu An cũng hơi nheo lại trên đời này vậy mà lại có một con côn trùng to bằng bàn tay. Nhất thời, sắc mặt Lưu An trở nên lạnh lùng, Huỳnh Nhân cũng nheo mắt lại, đánh giá cô gái không giống bình thường này. Cô chính là sát thủ đầu tiên bắt được Thẩm Thanh Vân sao? Tôi tên là Hồng Phất, đến từ Miêu Cương. Hồng Phất khẽ gật đầu, bỗng nhiên lại nhìn về phía Lưu An. Ám giả quân mẫu, giả chi vương hậu mà cũng chỉ có chút thực lực này thôi sao? Trong lời nói này có mang theo nhiều sự nghi ngờ. Sắc mặt Lưu An có vẻ không vui, khi cô ta đang muốn nói chuyện, Huỳnh Nhân lại nhìn thoáng qua và ngăn cô ta lại. "Thẩm Thanh Vân đâu?" anh thản nhiên hỏi. "Làm sao tôi biết được?" Hồng phất trợn trắng mắt, cô ta nhìn Huỳnh Nhân và Lưu An vẻ mặt châm chọc. Vốn muốn gặp nhân vật trong truyền thuyết xem như thế nào, nhưng lại không nghĩ tới đây là một tên phế vật, đến ngay cả nguy hiểm mà cũng cần người khác nhắc nhở, thật sự là làm tôi cảm thấy thất vọng. "Cô thật sự nghĩ như vậy sao?" Huỳnh Nhân cũng không tức giận, anh chỉ cười nhạt. Anh là ai? Hồng Phất liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một cái. Tôi là thuộc hạ của anh ấy. Huỳnh Nhân chưa kịp nói chuyện, Lưu An mở miệng trước. Hồng Phất cười với vẻ khinh thường. Chỉ là người bình thường chẳng có chút khả năng uy hiếm nào. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô không xứng đáng với vị trí đứng đầu. Cô muốn chết. Trong mắt Lưu An tràn ngập sát khí, nhưng Huỳnh Nhân vẫn thản nhiên nhìn cô ta một cái lúc này cho dù lưu an có không tình nguyện như thế nào thì cô ta cũng chỉ có thể chờ lệnh mới được ra tay nhìn thấy cảnh này sự kinh thường trên mặt hồng phất lại càng đậm hơn cô ta ném một cái bao tải tới trước mặt huỳnh nhân hư người các người muốn đây sau này đừng lấy danh hiệu sát thủ số một ra để thông báo lệnh treo thưởng nữa thật mất mặt nói xong cô ta còn nhổ nước miếng vào lưu an rồi mới biến mất trong màn đêm sắc mặt lưu an u ám trong lòng cô ta tràn ngập sự căm phẫn thiếu chủ vì sao vừa rồi anh lại không cho tôi ra tay cô ta cũng chỉ là một đứa nhỏ cô gái nhỏ này không tầm thường tuy nhiên huỳnh nhân ngắt lời cô rồi thản nhiên nói cô không nên để sự xuất hiện của cô ta đánh lừa nhưng mà cô ta xỉ nhục anh lưu an vẫn cảm thấy không cam lòng đừng quên mục đích tối nay của chúng ta là thẩm thanh vân đừng gây thêm phiền phức dòng điệu của huỳnh nhân bình thản, nhưng rất nhanh sau đó, anh chuyển đề tài, tuy nhiên, nếu có duyên, cô và cô ta sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Khi Lưu An xứng người ngay tại chỗ, huỳnh nhân đã xài bước đến bên cạnh cái bao tải rồi cởi nút thắt dây thừng. Thẩm Thanh Vân lập tức thò đầu ra, hít lấy không khí trong lành. Vừa rồi, anh ta bị nhốt trong bao tải đến mức sắp không thể hít thở được rồi. Nhưng rất nhanh sau đó, khi anh ta nhìn thấy Huỳnh Nhân, ánh mắt anh ta lập tức trở nên hoảng sợ. Huỳnh Nhân, thì ra là anh sao? Là tôi. Huỳnh Nhân ngồi trên sofa với vẻ mặt bình tĩnh. Tôi đã từng nói qua, cho dù nhà họ thẩm mấy người có mạnh đến mức nào, nhưng nếu tôi đã muốn tiêu diệt các người thì chuyện này cũng chỉ là chuyện nằm trong tầm tay mà thôi. Cả người thẩm thanh vân khẽ run rẩy. Thật ra anh ta cũng từng nghĩ đến Huỳnh Nhân, nhưng anh ta lại không tin anh có năng lực lớn như vậy. Mặc dù bây giờ, anh ta vẫn không tin huỳnh nhân là người đứng sau huỳnh nhân còn không mau thả tôi ra anh ta hét lớn với huỳnh nhân anh làm vậy là đang bắt cóc đó bắt cóc đó anh có biết không nhân lúc ông nội tôi còn chưa phát hiện ra nếu như anh thả tôi ra rồi đưa tất cả sản nghiệp của nhà họ đồng cho tôi tôi còn có thể tha cho anh đã là lúc này rồi mà thẩm thanh vân vẫn còn muốn uy hiếp huỳnh nhân điều này khiến anh cười khẽ hình như cậu nhầm lẫn cái gì rồi hiện tại ông nội cậu còn khó tự bảo toàn được bản thân thì làm sao có thể lo lắng đến sống chết của cậu được chứ lời này khiến cả người thẩm thanh vân chấn động đồng tử cũng co rút lại anh ta nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà họ thẩm có sát thủ tới nhà họ thẩm còn suýt chút nữa giết chết ông nội chuyện này cũng do anh làm sao giọng nói của anh ta mang theo vẻ vô cùng khiếp sợ huỳnh nhân chỉ cười mà không nói bỗng nhiên ngẩng đầu rồi nhìn thẩm thanh vân với vẻ hứng thú Cậu nói xem, nếu ông nội cậu biết cậu gặp chuyện không may, liệu ông ta có liều lĩnh đến cứu cậu hay không? Thẩm Thanh Vân gật đầu như một lẽ đương nhiên. Đương nhiên rồi. Thật sự như vậy sao? Khóe miệng huỳnh nhân nhách lên một nụ cười đùa giỡn. Vậy chúng ta hãy thử xem, khi lợi ích được đặt trước mặt, bản chất con người sẽ như thế nào đi? chương 259, lạt mềm buộc chặt. Trước khi đi, huỳnh nhân ra lệnh cho Lưu An giam giữ thẩm thanh vân ở biệt thự Sơn Thủy, chỉ cần bảo vệ tính mạng của anh ta, những chuyện khác thì làm thế nào cũng được. Khi Huỳnh Nhân còn chưa kịp lên xe rời đi, anh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tức giận đến cực điểm của Thẩm Thanh Vân phát ra từ trong biệt thự. Không, cô không thể đối xử với tôi như vậy được. Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng rồi lái xe rời đi. Anh cũng có thể đoán được, với tính cả nhỏ mọn của Lưu An, cô ta sẽ khiến Thẩm Thanh Vân phải sống trong điều kiện ác liệt như thế nào. Cùng lúc đó, anh cũng bảo Lưu An thông báo cho tất cả sát thủ đã đến Minh Châu trong hai ngày nay không được hành động thiếu suy nghĩ, cứ đợi đến khi gió êm sóng lặng. Ba ngày trôi qua, cuối cùng cũng có người nhận ra có điều gì đó không thích hợp. Thẩm Thanh Vân của nhà họ thẩm mất tích. Không thấy bóng dáng anh ta ở bất cứ đâu, cứ giống như anh ta bốc hơi khỏi cuộc đời này. Huỳnh Nhân vừa đưa Tiểu Như đến trường mẫu giáo thì lập tức nhận được điện thoại của Đồng Ngọc Thụ. Anh Huỳnh, Thẩm Thanh Vân mất tích rồi. Trong điện thoại, giọng nói của Đồng Ngọc Thụ còn mang theo vẻ kinh ngạc. Huỳnh Nhân lại cười nhạt, anh vẫn tỏ vẻ không sợ hãi. Cùng lắm mới chỉ ba ngày không nhìn thấy người thôi mà đã lập tức kết luận là mất tích sao. Có người nói lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của anh ta là ở trong khách sạn 5 sao 3 ngày trước. Sau đó, cũng không thấy anh ta đi xuống. Đồng Ngọc Thụ thành thật báo cáo chi tiết. Nhưng mà, giọng điệu Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như cũ ngay cả nhà họ thẩm còn chưa bị làm kinh động, cậu kích động cái gì chứ? Đồng Ngọc Thụ hít một hơi thật sâu. Anh Huỳnh, tôi chỉ muốn nói anh có chuyện gì liên quan đến nhà họ thẩm mà cần tôi giúp thì anh nhất định phải mở miệng đó. Hành động này của hắn ta không chỉ là biểu lộ lòng trung thành đối với Huỳnh Nhân. Quan trọng hơn là, hắn ta cảm thấy tám chín phần là thẩm Thanh Vân đã mất tích rồi. Hơn nữa, Huỳnh Nhân cũng không thể không có liên quan đến chuyện này được. Được rồi, tôi phải đi làm huỳnh nhân cúp điện thoại rồi cười nhạt một tiếng xem ra các thế lực khắp nơi đều nhận thấy thẩm thanh vân đã biến mất bây giờ anh chỉ cần ngồi xem phản ứng của nhà họ thẩm cùng lúc đó trong nhà lớn của nhà họ thẩm chủ nhà thẩm bán sơn đang ngồi ở vị trí cao nhất với sắc mặt âm trầm ông chủ ba ngày rồi không có tin tức của cậu chủ chú dương quản ra đứng ở một bên với sắc mặt tràn đầy sự lo lắng có phải đã có chuyện gì xảy ra không đúng vậy cho dù gần đây hay có sát thủ đến nhưng chúng ta cũng đã phân tán mục tiêu rồi vậy thì không thể không có một chút tin tức nào được thẩm bán sơn cau mày tự lẩm bẩm hay là tôi cho người đi tìm chú dương đề nghị thẩm đồng sơn cân nhắc một lúc lâu rồi lại lắc đầu không cần thanh vân chắc chắn là đã gặp không ít phiền toái nếu thằng bé chưa gọi điện về nhà chứng tỏ chưa đến thời điểm cuối cùng nhà họ thẩm chúng ta đang trong giai đoạn thăng tiến nhưng đã ba ngày rồi mà tên huỳnh nhân kia vẫn chưa có chút hồi âm nào sao thẩm bán sơn lại hỏi chú dương lắc đầu chỉ sợ anh ta đã quên sạch lời của nhà họ thẩm chúng ta rồi trong mắt thẩm bán sơn lập tức lóe lên tia sắc bén chỉ là một tên con rể mà cũng dám không để ý đến nhà họ thẩm chúng ta sao nếu đã như vậy ông lập tức cùng tôi đến tòa nhà quốc tế một chuyến rồi thôn tính cả tập đoàn lệ tinh đi nhưng mà chuyện của cậu chủ đủ rồi lợi ích của cả gia tộc lớn hơn hết thảy tôi tin tưởng vào năng lực của thanh vân lời nói của chú dương đã bị thẩm bán sơn cắt đứt một cách vô tình thấy thế chú dương cũng chỉ có thể khẽ thở dài rồi đi theo thẩm bán sơn ra cửa liễu phi tuyết đang nhìn lịch rồi suy tư về tiệc mừng của hào tinh húc vào thứ hai tuần sau thì thư ký giang hy văn vội vàng chạy vào tổng giám đốc liễu thẩm bán sơn của nhà họ thẩm tới rồi liễu phi tuyết nghe vậy khuôn mặt cô cũng trở nên lạnh lùng khi cô đi ra ngoài nhìn thì chỉ thấy thẩm bán sơn dẫn theo một đám người đang đứng chặn ở cửa tập đoàn lệ tinh không cho người vào và cũng không cho người ra ông thẩm ông làm vậy là có ý gì không muốn cho người ta buôn bán sao liễu phi tuyết hỏi với sắc mặt lạnh lùng nhường đương nhiên là phải nhường rồi chỉ cần cô giao người nên giao ra thì tôi đi ngay lập tức thẩm bán sơn cười lạnh một tiếng rồi nói liễu phi tuyết nhíu chặt đôi lông mày lại người nào nên giao, ông đang nói cái gì vậy? Còn giả bộ cái gì? Chồng cô còn nợ nhà họ thẩm chúng tôi 50 tỷ chưa trả, nếu hôm nay cô không giao cậu ta ra đây thì tập đoàn lệ tình này cũng đừng mong được mở, lấy ra để gán nợ đi. Cái gì? 50 tỷ? Nghe thẩm bán sơn nói xong, liễu phi tuyết cũng chấn động, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Tập đoàn lệ tinh phát triển đến bây giờ, cũng chỉ có giá trị thị trường khoảng 6 tỷ, nhưng Liễu Phi Tuyết rất hiểu Huỳnh Nhân, anh nhất định sẽ không làm ra chuyện nợ tiền mà không trả chứ đừng nói đến khoản tiền 50 tỷ kia. Tôi có thể hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao chồng tôi lại nợ ông 50 tỷ? Liễu Phi Tuyết bình tĩnh hỏi. Thẩm bán Sơn lạnh lùng nhìn cô một cái, giọng điệu của ông ta không tốt lắm. Chồng cô đã hứa cho nhà họ thẩm chúng tôi tất cả gia sản của nhà họ đồng, ngoại trừ những thứ mà nhà họ thẩm đã mua lại số tiền còn lại sẽ rơi vào khoảng 50 tỷ. Liễu Phi Tuyết lập tức giận dữ. Ông đây là đang cãi chảy cãi cối. Cãi chảy cãi cối sao? Tôi nói nợ thì chính là nợ, ở Minh Châu này tôi chính là pháp luật. Thẩm bán sơn nặng nề vỗ vào bàn một cái, ông ta nhìn về phía Liễu Phi Tuyết với ánh mắt tràn ngập sự uy hiếp. Hiện tại nhà thẩm tôi là gia tộc quyền thế duy nhất ở Minh Châu, muốn đối địch với tôi thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Uy phong của ông thẩm cũng thật lớn, ông đã quên chuyện hai ngày trước bị sát thủ dọa đến ngất đi rồi sao? Đúng lúc này, cửa thang máy lại truyền đến một tiếng cười tràn ngập sự châm chọc. Huỳnh nhân thẳng người đi tới, chắn trước mặt liễu phi tuyết. Người của tập đoàn lệ tinh, do Giang Hy Văn cầm đầu, đều nhường đường cho Huỳnh nhân. Sau khi quan hệ của bọn họ được công khai, mấy người đã biết sự thật vợ Huỳnh nhân là liễu phi tuyết. Nghe nói vì thế Lê Nguyệt Thiền còn xin nghỉ hai ngày, đến hôm nay cũng không thấy đến. Huỳnh Nhân, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi. Vừa nhìn thấy Huỳnh Nhân, trong nháy mắt, sắc mặt thẩm bán sơn trở nên u ám. Hôm nay nếu cậu không giao ra tất cả gia sản của nhà họ đồng ra thì lấy tập đoàn lệ tinh của vợ cậu ra để trả nợ đi. Lời này vừa nói ra, tất cả lãnh đạo tập đoàn lệ tinh đều thay đổi sắc mặt. Mà sắc mặt liễu phi tuyết cũng trở nên u ám. Thế nhưng, sắc mặt Huỳnh Nhân vẫn như bình thường, trên mặt anh còn mang theo sự diếu cợt như có như không. Vậy sao, cho dù tôi có dám đưa tiền thì ông có mang mạng ra lấy không? Hỗn láo, vẻ mặt thẩm bán sơn tràn đầy sát ý. Đừng tưởng rằng tôi không biết, sở dĩ cậu có thể sống đến bây giờ, chính là nhờ liễu phi tuyết. Chờ tôi hủy hoại tập đoàn lệ tinh do một tay cô ta sáng lập, để xem sức lực của cậu còn được mấy phần. Những người khác của nhà họ thẩm đang đứng ở phía sau cũng nhìn Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết với ánh mắt lạnh lùng, giống như đã đến lúc tập đoàn lệ tinh phải diệt phong rồi. Huỳnh Nhân lắc đầu. Ông cũng thiền cận giống như Thẩm Thanh Vân vậy. Chỉ cần ông theo tôi vào đây, ông sẽ hiểu được, cho dù nhà họ Thẩm có lớn mạnh đến mức vào thì trên bàn cờ vẫn luôn có thịt có cá mặc cho người ta chém giết. Nói xong, anh lập tức đi vào phòng tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết lóe lên, cô do dự một lúc nhưng cũng không đi vào. Đã đến lúc này rồi mà còn phải dẫy ruộng. Gia chủ, không cần phải để tâm đến anh ta, mau thu mua tập đoàn lệ tinh đi không sai, gần đây tập đoàn Lệ Tinh đã nhận được toàn bộ dự án xây dựng thành phố. Nếu cứ như vậy thì dự án này chính là của nhà họ thẩm chúng ta. Những người khác trong nhà họ thẩm đều nhao nhao thúc giục thẩm bán sơn, nhanh chóng thu mua tập đoàn Lệ Tinh. Nhưng thẩm bán sơn trời sinh đa nghi, mặc dù biết huỳnh nhân đang muốn lạt mềm buộc chặt nhưng ông ta bắt buộc chặt, nhưng tâm ông ta vẫn kẽ động. Một đứa con rể chỉ biết dựa vào vợ thì có thể làm lên sóng to gió lớn gì chứ. Ngược lại, tôi cũng muốn xem, cậu còn muốn giả thần giả quỷ đến khi nào. Nói xong, ông ta cũng xảy bước đi vào. Âm, um, cửa tổng giám đốc đóng lại, đóng tất cả mọi người ở bên ngoài. a à, ba giây sau, trong phòng truyền đến tiếng quát giận dữ đến cực điểm của thẩm bán sơn. chương 260, cúi đầu nhận tội. Gia chủ, sao thế? Ông nội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, mọi người có thể nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận của thẩm bán sơn âm thanh đó giống như dã thú mất ba mẹ tuyệt vọng bất lực một người đàn ông chạy tới trước mặt liễu phi tuyết vẻ mặt tức giận thằng chồng bất tài vô dụng của cô đã làm gì với ông nội của tôi rồi hả tôi không biết liễu phi tuyết lạnh lùng nhìn anh ta một cái vẻ mặt thờ ơ tuy nói như vậy trong lòng cô cũng đang rất sợ hãi từ lúc bước vào đến bây giờ cũng lâu rồi vậy mà thẩm bán sơn vẫn cứ như gặp ma giữa ban ngày loảng xoảng không lâu sau đó cửa phòng tổng giám đốc mở ra huỳnh nhân và thẩm bán sơn bước ra nhưng tinh thần của cả hai người rất khác nhau huỳnh nhân vẫn như trước thần thái bình tĩnh khóe miệng hơi cong lên cười nhẹ đối với người khác không hề giận dữ và ngang ngược giống như cậu ấm con nhà giàu còn thẩm bán sơn thì như người mất ba hồn bảy vía sắc mặt tái nhợt đến bước chân cũng trở nên nặng nề lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Ông nội, những người trẻ tuổi nhà họ thẩm chạy đến đỡ thẩm bán sơn, tránh việc ông ta ngã xuống đất. Ông nội, thằng nhóc đó đã làm gì ông, nó có đánh ông không? Ông nội, ông không cần sợ, cứ nói ra đi, con sẽ kêu người đánh chết nó. Tất cả mọi người đều rốt rít trợn mắt nhìn huỳnh nhân. Cuối cùng là anh đã nói gì với thẩm bán sơn trong phòng làm việc mà lại khiến ông ta vừa tức giận vừa sợ hãi đến như vậy. Tất cả im miệng, sắc mặt của thẩm bán Sơn vẫn còn tái nhợt, đột nhiên ông ta hét lớn, vẻ mặt tức giận. Tất cả mọi người ở nhà họ thẩm ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn thẩm bán Sơn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Huỳnh Nhân vẫn đang nhìn thẩm bán Sơn một cách bí ẩn, mặt anh tức đến run lên. Quay về nhà họ thẩm ngay, ông ta đột nhiên nói Cái gì? Biểu cảm của người nhà họ thẩm rất đặc sắc, họ nghi ngờ nhìn gia chủ của mình. Bọn họ hùng hổ tìm đến tập đoàn Lệ Tinh, tuyên bố muốn thâu tóm, nhưng lại không ngờ đầu voi đuôi chuột khiến mặt của họ đau rát, giống như có người hung hăng tát hai cái vào mặt. Điều đáng nói là hai cái tát này là tự Thẩm Bán Sơn gây ra. Tôi nói, quay về nhà họ Thẩm. Thẩm Bán Sơn rất tức giận, mặc dù đang nói chuyện với người nhà họ Thẩm, nhưng ánh mắt ông ta chưa từng rời khỏi Huỳnh Nhân. Tất cả người nhà họ Thẩm đều sợ hãi nhìn gia chủ, lúc này họ cảm thấy gia chủ như muốn bùng nổ không còn thái độ hung hăng kêu gào ầm ĩ như lúc mới đến nữa ông ta tuyệt vọng rời đi ông cụ thẩm nể tình bạn bè nên tôi muốn nhắc một chút tôi chỉ chờ đến trạng vạng tối hôm nay thôi huỳnh nhân híp mắt đột nhiên mở miệng nói cho đến khi mặt trời lặn nếu vẫn không có kết quả mà tôi mong muốn đừng trách tôi không khách sáo với ông thân thể già nua của thẩm bán sơn run lên cuối cùng ông ta cũng không quay đầu lại vừa ra khỏi tập đoàn lệ tinh thẩm bán sơn dừng lại nói với chú Dương quản lý. Sai người đem toàn bộ tài sản đã lấy được của nhà họ đồng trả lại chỗ cũ, còn nữa, chuyển nhượng tập đoàn cự phong của nhà họ thẩm cho tập đoàn lệ tinh. Gia chủ, tại sao vậy? Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, tất cả mọi người ở nhà họ thẩm đều nghi ngờ nhìn thẩm bán sơn. Tập đoàn cự phong là tập đoàn mạng lưới lớn nhất dưới nhà họ thẩm, đừng nói là ở Minh Châu, đến toàn bộ nước hạ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, tại sao lại cho không tập đoàn lệ tinh? chú dương quản ra giống như nhớ ra gì đó không nói gì vẻ mặt cũng trở nên phức tạp còn chưa chịu đi sao thẩm bán sơn hét lớn một tiếng sắc mặt trở nên khó coi mọi người có mặt ở đó cũng hết hồn mặc dù cảm thấy không cam lòng nhưng vẫn chỉ có thể quay về phục vụ cho nhà họ thẩm sau đó chỉ còn lại thẩm bán sơn và chú dương đứng đó ông chủ chuyện này có gì bí ẩn không chú dương hỏi thẩm bán sơn nhắm hai mặt thật lâu vẻ mặt đau khổ chú dương nheo mắt lại ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị trong phòng làm việc cuối cùng huỳnh nhân đã nói gì với ông vậy thẩm bán sơn im lặng một lúc lâu mới mở mắt hai mắt đỏ bừng anh ta kêu tôi nghe điện thoại cuộc gọi đó là tiếng kêu cứu của thanh vân con người của chú dương co rụt lại ông chủ là thật sao ông chắc chắn là không có người bày trò đằng sau chứ chắc chắn là như vậy Thẩm Bán Sơn như già đi 10 tuổi. Tôi đã cố gắng nói chuyện với Thanh Vân, nhưng điện thoại đã bị cúp máy, nhưng tôi có thể nghe thấy, chắc chắn Thanh Vân đã bị tên sát nhân đó bắt làm con tin. Chú Dương im lặng, đột nhiên hỏi: "Ông chủ, nhà họ Thẩm vất vả lắm mới lớn mạnh được như bây giờ, chẳng lẽ ông nhẫn tâm trả lại những thứ mà mình vất vả lắm mới lấy được sao?" Tập đoàn Cự Phong chính là cây đại thụ của nhà họ Thẩm. Bây giờ tôi có thể làm gì được đây? giọng nói thẩm bán sơn khàn khàn tôi chỉ có một đứa cháu là thanh vân thôi ánh mắt chú dương lóe lên sự sắc sảo tôi có một kế hoạch ông ta thì thầm vào lỗ tai của thẩm bán sơn sắc mặt của thẩm bán sơn cũng thay đổi như vậy có mạo hiểm quá không truy cầu phú quý trong hoàn cảnh hiểm nghèo không vào hang cọp sao bắt được cọp con ánh mắt của chú dương trở nên tàn nhẫn nếu tên bất tài vô dụng đó bất nghĩa trước tại sao chúng ta phải nhân từ được. Thẩm bán sơn đồng ý, vẻ mặt hung ác. Tôi sẽ khiến đôi vợ chồng lăng loàng đó phải trả một cái giá thật đắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt mặt trời đã xuống núi. Mặt trời đỏ như máu, treo lơ lửng đằng xa. Huỳnh Nhân gọi điện thoại cho Liễu Phi Tuyết, nói cho cô biết đêm nay anh không thể về nhà ăn cơm, sẵn tiện nhờ cô đón Tiểu Như. Liễu Phi Tuyết cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò, về nhà sớm, rồi cúp máy. Huỳnh Nhân nhìn đồng hồ, anh nheo mắt lại xem ra thẩm bán sơn không thương đứa cháu trai này anh tính đứng dậy rời đi bên ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân rồn rập anh huỳnh vừa nhìn thấy có người đến thông báo huỳnh nhân nheo mắt cười đúng là ông thẩm rất đúng giờ thẩm bán sơn cười như không cười nói rất nhiều chuyện cần có thời gian để chuẩn bị lúc này thẩm bán sơn dẫn theo rất ít người chỉ có chú dương quản gia cả hai người đều mặc một bộ vest đen rất chỉnh chu. Ông ta đưa một sấp tài liệu. Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tập đoàn cự phong dưới danh nghĩa nhà họ thẩm, nếu anh không có vấn đề gì thì ký vào đây. Ngoài ra, tài sản mà chúng tôi cướp của nhà họ đồng cũng sẽ trả toàn bộ cho nhà họ đồng. Bây giờ có thể cho tôi gặp cháu của mình chưa? Huỳnh Nhân lật hợp đồng lên để xem, nhìn sơ một lượt lập tức không còn hứng thú nữa, anh cười nửa miệng nhìn thẩm bán sơn. Tôi rất ngạc nhiên, Vậy mà ông lại có thể vì cháu của mình mà từ bỏ cả gia sản lớn như vậy? Đó là điều đương nhiên." Thẩm Bán Sơn nghiêm túc. "Thằng bé là cháu của tôi, nếu như nó chết thì nhà họ Thẩm cũng không hưng thịnh thêm được bao lâu nữa." Đúng là như vậy, Thẩm Thanh Vân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm, nếu anh ta chết, nhà họ Thẩm cũng không thể hưng thịnh được lâu. Dù sao thì Thẩm Bán Sơn cũng hơn 70 tuổi rồi. "Được, tôi dẫn ông đi gặp Thẩm Thanh Vân." Huỳnh Nhân đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc. Thẩm Bán Sơn và chú Dương nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên sát khí. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 260.